Việc cậu Duy, nhân viên tập sự ở phòng marketing, cháu không cho qua đợt này có phải vì cháu muốn tỏ thái độ với cô đúng không? Cô đánh giá cháu quá cao rồi ạ. Nhân sự của phòng marketing tuyển dụng hàng năm, cháu cũng chỉ đánh giá dựa trên nhu cầu và sự phù hợp. Cậu Duy có năng lực, nhưng cháu cũng cần quan sát kỹ hơn về nhiều mặt nếu lựa chọn đó làm nhân viên của mình. Cháu muốn quan sát kỹ hơn bởi vì cháu biết Duy liên quan đến cô. Có phải vậy không? Không phải Bình, lại có Bình à? Này, dù anh có sai, anh có phạm tội đi chăng nữa thì cũng không được dở cái thói vũ thề côn đồ như thế ra nhá. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà việc gì nó cũng có lý do của nó mẹ ạ. Con mong mẹ hãy tôn trọng chuyện riêng của vợ chồng chúng con. Chúng con sẽ có cách tự giải quyết ạ. À, tôi hiểu rồi. Ý chị là tôi câm miệng đi chứ gì. Con ơi, các cụ đã bảo rồi, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Đằng này chưa về nhà chồng, chưa cưới xin gì thì đã bầu bì, đã ánh cái bụng ra. Mà con để nó cưỡi đầu cưỡi cổ như thế thì làm sao mà con ngóc đầu lên được, làm sao mà mọc mũi sủi răng lên được hả con? Như... Mọi người ơi, tôi có ý kiến thế này nhá. Hay là Lâm mình vẫn giữ nguyên bốn nhóm như môn lý thuyết tài chính tiền tệ có được không nhỉ? Được. Mọi người đồng ý không? Ok nhá. Vậy thì bây giờ mọi người ai về nhóm đấy để chúng ta thảo luận thôi. Ok. Bây giờ tớ sẽ chỉ một này cho bạn này nha. Có thế. Quần to này. Cậu làm cái nhá. Giáo trình dày. Thôi Vân ơi, cậu sang chỗ khác đi. Nhóm này chỉ làm thật, học thật thôi ý. Thì tớ sẽ phân.